Hành động của Chủ tịch dành cho nàng thơ gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những ngày vừa qua, thông tin Sơn Tùng MTP và Hải Tú được cho là sống chung tại một căn biệt thự bạc tỷ ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nhận được sự quan tâm của công chúng khi khoảnh khắc của paparazzi trên kênh 14 ghi lại cảnh giọng ca nơi này có anh và gà cưng sinh năm 1997 từ biệt thự bước ra ôm nhau và đi chợ bằng xe máy chưa hạ nhiệt chỉ mới đây. Đoạn clip chủ tịch cãi vã đẩy người hất chân nàng thơ ra khỏi xe ngay trước nhà lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Đặc biệt khi Sơn Tùng MTP đẩy xuống xe, Hải Tú đã lặng lẽ bước vào nhà mà không có bất kể một thái độ phản kháng lại. Trong khi đó, nam ca sĩ lạnh lùng chạy xe đi. Sau khi đoạn clip được lan tỏa, khán giả đã bày tỏ sự ngỡ ngàng trước hành động của giọng ca gốc Thái Bình. Dù mâu thuẫn giữa cả hai ra sao đi chăng nữa, nhưng việc anh động tay động chân với phái nữ khiến khán giả khó lòng mà chấp nhận được. Theo một nguồn tin, căn biệt thự mà Sơn Tùng MTP đang sinh sống được anh thuê với giá 4.000 USD trên một tháng, khoảng 90 triệu đồng Việt Nam. Nơi đây khá yên tĩnh, có bảo vệ 24/24, nhưng khá xa khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, là một ca sĩ nổi đình đám và có mức cát xê cao nhất nhì làng giải trí Việt Nam hiện nay, nên việc Sơn Tùng MTP thuê nhà để ở cũng khiến khán giả phải đặt ra nhiều câu hỏi. Một số khác đã cho rằng nơi đây chỉ là nơi điểm sinh hoạt tạm thời của chủ tịch trước đây rồi về căn biệt thự khủng trong tương lai. Hải Tú sinh năm 1997, trực thuộc công ty quản lý của Sơn Tùng MTP. Cô từng sang Pháp du học ngành sinh học, sinh thái học. Hải Tú đã tham gia MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng vai người yêu của Sơn Tùng. Cùng với thời điểm đó, cô đã vướng vào tin đồn trà xanh, nhưng giữ thái độ im lặng trước lùm xùm tình ái. Sau đó, cô đã im ắng một thời gian dài và trở lại hoạt động trên mạng xã hội khoảng hơn một năm qua. Hải Tú và gà cưng độc quyền của công ty Sơn Tùng MTP. Thời gian qua, trước các nghi vấn yêu đương, cả hai đã đều chọn cách im lặng.